thấy tiếng. Em làm sao vậy? Mẹ, mẹ có sao không em? Trời ơi, quả tình yêu đôi bằng bàn tay của mẹ. Thủy Tiên, ông đừng gọi tên tôi bằng âm thanh chiều bên đó nữa. Ông là một tên cướp. Ông đã lừa dối tôi. Dám bà là tình yêu trong trong của đời tôi. Thủy Tiên, em nói gì mà anh không hiểu? Ông đừng già giờ đóng kịch nữa. Chiếc nhẫn hột sồ mày một ly đó. Ông hãy cầm dòng hãy đi đi. Và nên nhớ rằng giữa tôi và ông chờ lời diễn tơ ngờ ngang tôi như một giấc chim bao ai ơi nó mong mình càng gì đâu lòng ta mang nặng mỗi sau gì đâu nên nỗi đòi tương ra tôi đã đặt tinh thần cao trong tình đầu điệu có đủ sức mạnh việt âm cửa hơn mẹ tôi bên ta quen tôi lo Oh,
anh xin quỳ cho em nguyện giữ phân. Nếu như anh tự tận giống gian kiếm người tình yêu.